nhằm tạo thế trận khép kín, ngăn chặn từ nguồn cung và triệt xóa các đường dây mua bán tiêu thụ ma túy sâu trong nội địa, Công an tỉnh Thanh Hóa, Bộ đội Biên phòng tỉnh và Hải quan tỉnh đã ký kết quy chế phối hợp giữa các lực lượng. Trên cơ sở quy chế này, tính riêng từ năm 2023 đến nay, các lực lượng đã phối hợp bắt giữ 14 vụ án và 5 chuyên án chung với 25 đối tượng, triệt xóa nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Lào và Việt Nam. Hiện trên địa bàn Thanh Hóa có trên 2.900 người nghiện 259 người sử dụng trái phép chất ma túy có hồ sơ quản lý đang sinh sống tại cộng đồng. So với thời điểm trước ngày 1 tháng 1 năm 2022, số người nghiện giảm trên 3.000 người, số người sử dụng trái phép chất ma túy giảm hơn 1.000 người. Mặc dù vậy, với sự xuất hiện nhiều loại ma túy mới, lực lượng nghiệp vụ xác định cần duy trì và nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp giữa công an, bộ đội biên phòng, hải quan và cảnh sát biển đồng thời phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương các tổ chức chính trị xã hội đặc biệt là ngành giáo dục để tăng cường nhận thức phòng ngừa đấu tranh tội phạm ma túy của các tầng lớp nhân dân từ đó xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trong công tác chặn cung giảm cầu hiệu quả đối với loại tội phạm này